Vừa qua thì anh chị ba mẹ đã đến nhờ Đập Thiên Hải tìm con gái, con gái bị bọn tội phạm nó bán người, không bán người vô quán karaoke hay là vô massage karaoke không? Nên bây giờ Đập Thiên Hải đã giúp cho gia đình, đã tìm được con rồi. Bây giờ gia đình từ nơi xa đến đây để có được lời cảm ơn Đập Thiên Hải. Bây giờ anh đại diện với anh chị nói cái lớn rồi. Tôi cũng trước khi con tôi mất tích ở khu Bình Dương này, tôi cũng có lên nhờ anh Hải tìm kiếm con tôi với mấy anh trong đội này, cũng cần đúng con tôi được rồi, để đưa con tôi về nhà an toàn. Hôm nay tôi trở lại đây rồi, tôi thật sự rất cảm ơn anh Hải Bình Dương, các mấy anh em trong đội, chỉ có nhiều lời nữa thôi, gửi cho mấy anh em trong đội Hải Bình Dương. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ bé, lý do sao bé bị vô cái đường dây này, bé phải nói cho rõ ràng cho ta biết, ta cảnh giác. Nó lớn lên. Nó lớn lên. Con đứng dậy nói. Lúc đầu sao? Lúc đầu tới thấy ba mẹ khó khăn. Rồi. Mới kêu con là đi qua kia cà phê xong rồi về quán coi. Mà ổng về ra quán cà phê xong rồi về lại ổng kêu lại lại nhà nghỉ. Tại vì chi? Kiểu nghỉ ngơi một đêm xong rồi ngày mai dắt con đi qua quán. Quán ở đâu lận? Con không nhớ, là như bên Tân Uyên á. Tân Uyên phải không? Nhưng mà không có dắt lại. Chứ dắt ở đâu, nó bán con ở đâu? Xong rồi sáng ngày á, có ông mấy ông nào á lại chở cho con đi qua Bình Phước. Đi xe gì? Lại chở? Xe bốn chỗ. Xe chỗ chở mấy đứa? Hai đứa là con với quanh. Con với quanh phải không? Dạ. Rồi qua đó rồi nó bán cho con nhiêu, nó bán con là nhiêu tiền? Là có giới thiệu là 7 triệu. 7 triệu là sao nữa? Đi qua đó là nó lên 24. Là 24 triệu? Dạ. Đó, bây giờ bà con bác nên cảnh giác cái đề này. Hiện nay ở xã hội bây giờ rất là đau lòng, là mua bán người ha. Nếu bà con bác cứ cái gì cái điện thoại cho đội Thiên Hải 0913 785 858 ha, bà con cứ có chuyện gì mua bán người, bà con là bên điện thoại cho đại hiệp sĩ Huynh Hải 0913 785 858 ha. Đó thì nói bà con bác vậy. Bây giờ xã hội bây giờ phức tạp lắm, đừng có nên lên mạng xin việc làm trên mạng, xin làm trên mạng. Lúc đầu nó nói là bưng bê cà phê phải không hay sao? Chứ sao nó nói sao mà con đi làm? Nó kêu là vô chẩn là chỉ là rót bia với bấm bài thôi. Rót bia bấm bài phải không? Dạ. Rồi vô chẩn nó ép con làm gì? Rồi đốt bia cho khách, rồi ngồi với khách. Rồi ngồi khách, rồi khách rồi có ôm ấp vô. Mình mà nói thật ra. Nói thật. Con. Sao? Cứ nói thật thì không sao hết á. Ôm ấp phải không? Rồi con sợ không? Sợ. Sợ không? Sợ chứ, nhiều lúc mà con cho nó đụng tới cái nó ra nó mét thì con bị phạt tiền. Bị gì? Bị phạt tiền. Bị phạt cày phạt nhiêu? Dạ là lớn lên cho bác hả? Lần 600 nhiêu. Lần 600 lần triệu không? Nên bà con bác cảnh giác, không có nên cho con em mình lên mạng xin việc làm, thấy nó là rót bia với bấm bài hát một tháng mấy chục triệu nghe, mời phái ha, mời phái rồi đưa con vừa vô con đường tội lỗi ha. Lúc đầu nó chưa đâu, nó cho con chơi ma túy nữa, thấy không? Nó chơi cho con chơi hàng đá để trong ảo lên, thấy không? Đó lúc đầu con mới đầu hên ha, gặp đạp sĩ Nguyên Hải thì con đỡ, thấy không? Nên mọi người nên bây giờ cảnh giác cái đời này, con nói nhiều bao nhiêu lần rồi, không cho đâu con em mình lên xin làm trên mạng ha. Lên xin làm trên mạng là tiền mắc cặt men, mà con người mình mai mốt là hư hết ha, đầu óc mình hư hết đó. Mọi người nó biết ha, bây giờ gia đình từ đi xa đón taxi lại để cảm ơn Đạo Sư Hải, nên bà con quét nên cảnh giác đời này. Một lần nữa tôi nói cho mọi người ha, không cho con em mà lên mạng xài máy, xài điện thoại, xài máy lên nhiều quá thì nói chung là con em mình nó hư ha. Đó vậy thôi, muốn xin làm thì ở nhà nước mình hiện giờ tỉnh nào cũng có cái công ty xúc tiến việc làm, đến đó đến công ty xúc tiến việc làm của nhà nước thì xin việc làm trên mạng thì được, chứ lên trên mạng là thua rồi nha. Đó, đến cầm hồ sơ đến mình đăng ký xin việc làm ha, muốn việc làm nào hay là đến công ty xí nghiệp ha, ở Bình Dương này nó nhiều công ty xí nghiệp đó, đến đó thì xin việc làm ha, cầm hồ sơ đến công ty xí nghiệp đó mình lên làm, chứ đừng có nên mà đi xin việc làm mà lên mạng xin là ảo hết ha. Đó nó bán người buôn người, chưa biết nó bán con qua Trung Quốc Campuchia hay sao, hiểu không? Không có hiểu cái đề đó. Thôi bây giờ con có đôi lời con nói cho mọi người biết, mọi người chia sẻ lớn lên, nó lớn lên. Con cảm ơn bác Hải. Con cũng cảm ơn chú, lại mấy
anh trong đội kiếm con này kia, đưa con về được tới nơi nhà đi không an toàn được với bà này đó, đi theo cha mẹ lên đây cảm ơn bác Hải với mấy chú trong đội bản Bình Dương rất nhiều. Thôi bây giờ chị có đôi lời chị nói đi. Mẹ nói đi. Mẹ nó thấy gì? Bé nó còn nhỏ, bé nó... Dạ, tôi cũng cảm ơn anh Hải với lại trong các trong đoàn cứu đã cứu con, dớt con bọn em về thì thôi. Cái đó đều cảm ơn. Cảm ơn hết. Đó, mẹ nói mà rơi nước mắt, không? Mẹ nói mà rơi nước mắt mà xúc động. Đó nên bây giờ mình cái mình phải về giữ con cẩn thận, không con nè, con là nhỏ, con muốn xin việc làm gì con muốn làm gì con phải hỏi cha mẹ ha, cha mẹ nuôi con từ nhỏ lớn con phải nghe lời cha mẹ, không có nghe lời người ngoài bây giờ là nó hại con, không giúp nó không giúp gì được cho con đâu, thấy không? Người lớn người ta hiểu biết cái gì phải hỏi cho ba mẹ làm việc nghiệp phận cho mẹ, con phải giúp người đời đó, phải hỏi cha mẹ muốn làm cái gì phải hỏi cha mẹ ha, cha mẹ là người sanh mình ra, đẻ mình ra, từ nhỏ nuôi mà từ nhỏ lớn mình phải hỏi ý kiến cha mẹ. Ở đây con bác mấy chú đây đó là con đi rồi, bị mất đất rồi. Bác mấy chú đây đó, trong đầu đó, nhiễm con đó, con về ăn đầu đó. Thấy dụ mai mốt nó sử dụng qua không được rồi nó đem qua Trung Quốc nó bán, trong chi nó bán, ha, nó cho uống thuốc ngủ nó chở qua, làm sao con biết được con đi? Đó nên con phải không cả hiểu, thấy không? Nó sử dụng con hết được rồi là nó đem qua chỗ khác nó bán nữa, buôn người cũng buôn người mà. Nên bây giờ bà con cái bác cảnh giác vấn đề này hiện nay là rất nhức nhối ở trên xã hội, thấy không? Nhức nhối trên xã hội nên bà con cũng phải hiểu vấn đề ha. Đó đây bây giờ là thôi, bây giờ một lần nữa bà con có cái công việc gì bà con có điện thoại, số điện thoại 0913785858 ha. Đó đội Trưởng Hải sẵn sàng tiếp ha. Ở đây là làm gì bằng cái tâm thành con người ha, giúp đời giúp người, không có mà nhận quà nhận cát nhận tiền của ai hết ha, thì nói mọi người biết, mọi người phải hiểu ha. Chứ bây giờ là cạm bẫy ở xã hội thì lắm. Ở đây là cầu giúp bằng cần người ha, bằng cái tâm cần con người, chứ không có mà để mà lấy tiền lấy bạc này hết ha. Thì nói bà con bán vậy ha. Một lần nữa tôi xin phiên các bạn làm cha làm mẹ không có mà cho con em mình lên mạng xin làm nha. Đó thì tôi nói về cảnh giác cao độ lên cảnh giác đó, đừng không cho con em mình lên mạng mà sẽ cái thật sự tấm bản trang lòng của tôi là vừa rồi con tôi bị tình trạng như anh Hải trong đội của anh Hải thật sự cũng có tiền kiếm đến nơi nơi chỗ con tôi, mình con tôi bữa nay đưa người sang nhà an toàn thì giờ tôi không biết lời nào nói hết, chỉ có một lời cảm ơn anh Hải và Dương với mấy anh em trong đội của anh Hải thôi, thật sự cảm ơn nhiều. Thật sự con tôi lên đây mà không có anh Hải mấy anh trong đội này, con tôi không biết đi nơi nào ở nơi nào, tôi cũng chưa biết như thế nào. Hôm nay con tôi ngồi đây nhờ anh Hải Bình Dương với mấy anh trong đội thì giúp tôi đưa cháu về tới nhà an toàn. Bây giờ tôi đây cô không có gì, chỉ có những lời cảm ơn thật sự thôi. Giờ trước là anh Hải, sau đó là mấy anh em trong đội anh Hải ở Bình Dương. Đó bây giờ mọi người cứ có việc gì thắc mắc gì cứ liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải, số điện thoại là 0913785818 để mọi người cảnh giác vấn đề ở trên xã hội ha. Nói chung là bây giờ hiện nay là nói chung là rất là nhức nhối phức tạp ha. Đó nên gia đình kèm với con là hôm nay gia đình đón taxi lại đây để có một lời đôi lời cảm ơn. Đó nên mọi người thì nếu mà đội Nguyễn Hải đã giúp được rồi thì mọi người cũng nên đến đây để có một lời cảm ơn thôi, chứ không cần tiền bạc hết. Ở đây là giúp bằng tình người ha. Đó thì mọi người nên phải biết, chứ mà con em mình về rồi để và hiệp đội sĩ Hải cứ đi tìm biết về rồi không nói, nên cũng nhiều lúc tôi cũng buồn ha. Đến đây cảm ơn rồi là cảm ơn, chứ ở đây không có xin tiền cho bạn ai hết á, thì nói cho mọi người biết ha, ở đây là giúp đời giúp người ha. Đó thì mọi người nên cảnh giác ha. Hiện nay giả mạo đội sĩ Hải nhiều lắm, nên về bà con bác có gì cái điện thoại thẳng cho đội sĩ Hải ha. Đó là số điện thoại 0913785818. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn.